Đối với mình thì VBox là một bộ môn rất là thú vị, bởi vì nó không cần phải bất cứ cái dụng cụ nào mà cũng thể phát ra những âm thanh, và mình rất thích bộ môn này. Mình cảm thấy nó không đơn thuần chỉ là âm nhạc mà nó còn âm nhạc đến từ cơ thể của chính mỗi người. Là rất thích nghe những cái bản nhạc EDM từ cái bộ môn VBox này. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Art World Thế giới nghệ thuật. Thưa quý vị và các bạn, Beatbox là một loại hình nghệ thuật đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích của mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Không cần dùng đến bất cứ một nhạc cụ gì hỗ trợ thì các beatboxer vẫn tạo nên được những âm thanh độc đáo và ấn tượng. Và bởi vậy nên người ta còn gọi Beatbox là môn ảo thuật với vòm họng. Và trong chương trình ngày hôm nay thì hãy cùng tôi có cuộc hành trình để tìm hiểu và khám phá rõ hơn về thể loại âm nhạc đầy trẻ trung và sôi động này. Cuộc hành trình của tôi bắt đầu từ một buổi tập luyện beatbox của bạn Hữu Phúc, một beatboxer đang sinh hoạt tại câu lạc bộ L8Z ở Hà Nội. Ngay từ khi bước vào, tôi đã bị ấn tượng bởi những âm thanh hết sức hiện đại và ấn tượng mà Phúc cùng với những người bạn của mình tạo ra chỉ từ miệng của mình. Và tôi cũng đã có một cuộc trò chuyện với Phúc để hiểu rõ thêm về bộ môn độc đáo này. Beatbox thì được chia làm mấy loại và bạn có thể nói rõ đặc điểm của từng loại được không? Beatbox thì được chia làm hai thể loại chính. Đó chính là một thể loại dùng để biểu diễn. Thì nó sẽ gồm những âm thanh, những giai điệu nó dễ nghe, dễ đi vào lòng người và nó có chất nhạc. Và một thể loại thứ hai đó chính là thể loại các beatboxer dùng để thi đấu với nhau. Nó sẽ bao gồm rất nhiều combo, tổ hợp và những kỹ thuật rất phức tạp. Và ngoài hai thể loại chính đấy ra thì bây giờ trên thế giới còn phát triển thêm một số thể loại, ví dụ như là tag team, beatbox nhóm, crew hoặc là beatbox loop station, là sẽ dùng những công nghệ hiện đại để có thể nâng tầm beatbox lên một tầm cao mới. Những âm cơ bản trong beatbox là gì? Beatbox thì gồm 3 âm cơ bản, đó chính là âm kick drum hay còn gọi là âm trống. Âm thứ hai là âm hi-hat, nó sẽ nghe như sau, nó sẽ... Và âm thứ ba là âm snare. Và khi ghép lại thì ta sẽ có. Đấy là ba âm cơ bản. Mình được biết là câu lạc bộ của bạn thì cũng có tổ chức những buổi sinh hoạt ở ngoài trời để giao lưu gặp gỡ với các bạn cũng có niềm đam mê với beatbox á. Thì bạn có thể dẫn mình đến với một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ các bạn được không? Rất sẵn lòng thôi. Đúng như lời hứa, vào một buổi chiều thứ bảy, tôi đã được Phúc dẫn đến tham gia vào buổi sinh hoạt câu lạc bộ beatbox của nhóm các bạn. Ấn tượng đầu tiên với tôi khi tới đây, đó chính là một không khí sôi động, tràn ngập giai điệu nhạc dance. Tại đây, mỗi bạn trẻ này lại mang một phong cách và cá tính khác biệt, nhưng họ đều gặp gỡ nhau vì một niềm đam mê với bộ môn beatbox. Phúc cho biết, ngày hôm nay, câu lạc bộ cũng đã may mắn mời được anh Thái Sơn, một beatboxer đang được khá nhiều bạn trẻ trong cộng đồng hip-hop yêu mến và hâm mộ, đến để giao lưu cũng như chia sẻ kinh nghiệm chơi beatbox với mọi người. Thực ra mục đích của mình mà để thực hiện những cái buổi giao lưu chia sẻ với các bạn trẻ như thế này, thì mình, cái mục đích lớn nhất đó là muốn các bạn rút ngắn thời gian, tức là nó sẽ rút kinh nghiệm cho bản thân, bởi vì là mình đã theo beatbox được cũng được 8-9 năm rồi, cũng trải qua rất là nhiều cái khó khăn, cũng như là đi biểu diễn, đi giao lưu với tất cả những khán giả. Thì ở đây các bạn trẻ khi mới tập thì các bạn chưa hề có những cái kinh nghiệm đấy, thì mình sẽ giúp cho các bạn ấy tiết kiệm thời gian hơn. Ban đầu, câu lạc bộ gặp không ít khó khăn, nhất là việc tìm địa điểm tập luyện, cũng như đầu tư các trang thiết bị cần thiết. Tuy nhiên, nhờ tình yêu với bộ môn beatbox, đến nay câu lạc bộ đã có các bạn hoạt động được khoảng 5 năm và thu hút nhiều thành viên đến tham gia. Tại đây, tôi cũng khá bất ngờ khi được biết beatbox không chỉ thu hút các bạn nam mà nó cũng có một sức hấp dẫn đặc biệt đối với các bạn nữ. Và lần đầu tiên khi mà em tập được những âm cơ bản rồi tập được nhịp ấy ạ, thì em cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Thế là từ đấy thì gắn bó với nó thôi ạ. Mình rất mong muốn là câu lạc bộ có thể ngày nào cũng có những thành viên lên rất tập tành chăm chỉ và mọi người đều đam mê với câu lạc bộ. Không chỉ gây ấn tượng với tôi mà beatbox còn thu hút rất nhiều khán giả đến xem. Trên gương mặt của mọi người
đều biểu lộ một ánh mắt thích thú và tò mò khi được chứng kiến các bạn trẻ có thể tạo ra những âm thanh độc đáo như vậy mà không cần dùng bất cứ một dụng cụ hỗ trợ nào. Có lẽ chính sự kỳ diệu đó đã khiến cho nhiều bạn trẻ bị hấp dẫn và ngày càng mong muốn gắn bó và phát triển với bộ môn này như vậy. Beatbox Việt Nam bây giờ thì nó đã rất khác với beatbox cách đây của mình nhiều năm về trước. Tức là khi mà thời điểm của mình cách đây 7 năm về trước ấy, thì nó là một cộng đồng rất là non trẻ. Tức là chúng ta chỉ mới tập luyện những cái bước đầu tiên cơ bản, gọi là cơ bản của beatbox thôi. Nhưng mà các bạn trẻ bây giờ thì mỗi bạn đều muốn tìm cho mình một cái phong cách riêng. Mỗi bạn đều xem hoặc là học hỏi từ những cái beatboxer nước ngoài, rồi các bạn tìm hiểu, tự tập, rồi có những cái âm thanh riêng. Thì chính vì vậy mà bây giờ nó đã không còn là một cái cộng đồng giống nhau nữa, mà mỗi người đều có một cái cuộc sống riêng, mỗi người đã có một cái nghệ thuật riêng cho mình. Hiện nay, nhiều trào lưu dễ dàng nổi lên cũng như rất dễ chìm xuống giữa hàng ngàn đam mê của giới trẻ. Tuy nhiên, với sự hấp dẫn của mình, beatbox hẳn sẽ luôn giành được nhiều tình cảm cũng như sự yêu thích của những người theo đuổi dòng nhạc hip-hop. Vừa rồi thì chúng ta đã được chìm đắm trong một không gian hết sức trẻ trung và sôi động của beatbox. Vậy thì các bạn có tò mò muốn biết ai là một trong những người đã đi đầu và gây dựng nên phong trào beatbox tại Việt Nam không? Để biết câu trả lời, hãy cùng tôi có cuộc gặp gỡ với nhân vật bí ẩn này trong phần tiếp theo của chương trình. Một trong những người tiên phong trào lưu beatbox tại Việt Nam, chuyên nghiệp, cá tính, phong cách là một trong những cảm nhận của nhiều người khi nhắc đến nhân vật này. Anh chính là beatboxer Minh Kiên. Và ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi có cuộc gặp gỡ với chàng trai đầy cá tính này. Chào anh Minh Kiên, rất vui khi anh đã nhận lời tham gia phỏng vấn cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vậy thì một đề nghị nhỏ đó là anh có thể gửi lời chào đến khán giả xem truyền hình bằng beatbox được không ạ? Xin chào tất cả các bạn và xin chào quý anh và xin chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới nghệ thuật nha. Yeah. Câu hỏi đầu tiên mà tôi muốn gửi tới anh đó là tại sao trong số rất nhiều loại hình nghệ thuật thì anh lại lựa chọn theo đuổi beatbox và anh lại phát triển nó và đưa nó đến với các bạn trẻ Việt Nam? Hồi đấy thì Kiên rất là thích khẩu thuật và Kiên cũng để ý là những cái bộ môn nghệ thuật khác thì nó cũng đã có rất nhiều và nó khai thác cũng được rất là lâu rồi. Thì Kiên mới nghĩ rằng là mình lại có cái sở thích là thích khẩu thuật thì mình sẽ biến nó thành một cái bộ môn khẩu thuật nó độc đáo hơn, đó là mình sẽ làm những cái tiếng ở trên sân khấu hay những cái tiếng nhạc cụ vân vân, và từ đấy thì anh có cái cơ duyên với beatbox. Vậy thì trong quá trình học beatbox thì anh đã gặp phải những khó khăn như thế nào ạ? Hồi đầu thì khá là khó khăn bởi vì không như các bạn bây giờ thì các bạn có internet, các bạn có băng đĩa rất là nhiều, thậm chí là có những người tập luyện ở tại Việt Nam rồi, người ta cũng có thể chỉ lại. Đấy thì ngày xưa Kiên thì vì là người đầu tiên thì đành phải nghe trên mạng rồi cảm nhận đấy nọ xem là quái nhỉ, cái âm này nó làm như nào. Thì sau đấy mình nghĩ mà thôi rồi, tập mãi không được, cứ để từ từ đi. Thế là đùng cái có khi một năm sau tự nhiên trong một lúc làm vu vơ vớ vẩn không nghĩ gì là phát hiện là hóa ra là cái lưỡi nó phải để như này, thì ra những âm thanh đấy. Thì cái thời gian đầu khá là khó khăn để có được những cái âm thanh cơ bản, nhưng về sau khi mà Kiên đã có một chút kinh nghiệm thì mọi thứ nó sẽ dễ hơn một chút. Ngày xưa thì nhiều người cứ nghĩ là Kiên nhép, bởi vì là thật ra khi mà lên sân khấu thì bắt buộc phải cầm mic, mà beatbox thì nếu như cầm mic lộ quá thì nó cái hơi nó sẽ không được dày, rồi nhiều khi mình làm một cái âm thanh có thể nó giống quá thì người ta cũng nghĩ là thằng này chắc bật đĩa kiểu diễn hài. Nhưng mà về sau thì Kiên mới chọn một cách biểu diễn, đó là mình vừa diễn mình vừa phải giải thích. Thì cái thời gian đầu khá là mất thời gian. Lúc nào nói chào bạn, hôm nay Minh Kiên sẽ giới thiệu các bạn một môn nghệ thuật mới. Nhưng mà dần dần theo thời gian thì cho đến bây giờ thì khi mà Kiên xuất hiện sân khấu và nói là biểu diễn beatbox thì cái màn mà giới thiệu đấy cũng đã phải ít đi, cũng đã ít đi rất nhiều. Tôi đã biết là anh còn có tham gia vào một chương trình nhằm đưa lịch sử đến với các em nhỏ bằng hip hop. Vậy thì anh có thể làm
coi tôi như là một học sinh và thử dạy tôi một bài giảng lịch sử bằng hip hop được không ạ? Gần đây thì Kiên có tham gia một cái chương trình học lịch sử thật tuyệt. Hồi đầu thì Kiên cũng nghĩ đây là một cái thách thức rất là khó, nhưng mà sau khi mà biết về kịch bản thì Kiên lại thấy rất là hay. Các em sẽ học bằng những hình thức âm nhạc và đặc biệt là beatbox, hip hop rồi hát vân vân. Thì Kiên sẽ ví dụ một cái đoạn Kiên sẽ dạy ví dụ thế này. Hôm nay thì anh em mình sẽ cùng học một cái vị anh hùng. Người này có công rất là lớn và anh sẽ có mấy câu thơ này. Các em sẽ đoán thử nhé. Kiều Anh nhé. Hôm nay anh sẽ mời Kiều Anh đoán xem là đây là vị anh hùng nào. Nơi quê hương Bình Định đó, đất võ trời văn, có người anh hùng áo vải, thống nhất nơi biển ải, lật đổ được chúa Nguyễn, rồi chúa Trịnh cũng tan, nên tôi không lan man và xin được kể tiếp, tiếp. Come on. Gì Kiều Anh? Đó có phải là Quang Trung Nguyễn Huệ không ạ? Kiều Anh này giỏi quá. Một câu hỏi tiếp theo đó là dự định sắp tới của anh trong tương lai là gì để phát triển beatbox? Dự định sau này của Kiên thì chắc chắn là Kiên sẽ vẫn không thể bỏ được nó, vì nó đã thành một cái tên gắn liền và cũng như là cái một trong những bộ môn nghệ thuật đầu tiên mà mình là cái người có mang đến Việt Nam mình. Thì chắc chắn là Kiên sẽ, ngoài cái việc mà Kiên vẫn đi diễn, thì Kiên cũng đang có ý định là về sau Kiên sẽ mở những cái lớp dạy, và mở những cái lớp dạy nó chuyên nghiệp hơn bây giờ và có những cái giáo trình tốt để cho các bạn yêu thích beatbox ở khắp nơi đều có thể tập luyện được bộ môn. Thay mặt cho những người làm chương trình thì xin được chúc cho anh sẽ thành công với những dự định của mình trong tương lai. Và thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng của chương trình Artworld Thế giới nghệ thuật cũng đã kết thúc. Hy vọng quý vị đã có những giờ phút thư giãn và thoải mái trong chương trình ngày hôm nay. Và trước khi kết thúc chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức một màn biểu diễn beatbox của beatboxer Minh Kiên. Còn bây giờ, Kiều Anh và Minh Kiên xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Ladies and gentlemen, are you ready for MK? Yeah, yeah. Sure, I'm sorry. Okay, listen, man. Ganem's down.